Rồi, em Thiện Đỉnh xin kính chào quý bà con mình nha. Hôm nay thì ngày mùng 5 Tết thì em cũng gửi lời chúc sức khỏe bà con mình một năm mới an khang thịnh vượng. Hôm nay thì do có khá là nhiều bà con mình nhầm lẫn giữa cái việc cái lá mãng cầu na thái già đi và một cái lá mãng cầu na thái đang bị nhện đỏ. Thì quý bà con mình chưa em nay sẽ em sẽ giúp quý bà con mình phân biệt được đâu là cái lá già tự nhiên và đâu là cái lá đang bị nhện đỏ và cái vườn đang bị nhện đỏ nha quý bà con. Thì quý bà con cũng biết cái nhện đỏ là một trong những cái côn trùng chung là cái dịch hại nặng nề nhất đối với cái cây mãng cầu na nói chung. Và tất cả những cây ăn trái mình nhắc đến cái là cái cây nào thì nó cũng sợ con nhện đỏ, bọ chỉ cũng như là những con hút chích. Thì hôm nay thì giúp bà con mình phân biệt được đâu là cái vườn không có nhện đỏ và đâu là cái vườn đang bị nhện đỏ. Đây em cũng quay cho bà con mình xem. Hôm nay là cái vườn của em đã thu hoạch xong và đang trong cái giai đoạn xử lý. Thì giờ cũng khá là nhiều anh em mà trong cái thịt na có cái phân biệt rõ là về cái việc mà cái lá mà bà con mình bị nhâm nhâm á. Đi em ví dụ như này, đây cái lá mình nhâm nhâm đây, như đây cái lá mình nhâm nhâm như thế này thì mình có nhiều bà con cũng nhầm lẫn rằng là đây là một cái lá nó chỉ là già theo tự nhiên thôi và nó có nhâm nhâm như vậy thôi. Nhưng quý bà con mình nên hiểu sâu về cái lá già tự nhiên và cái lá nhện đỏ. Em ví dụ như quý bà con, em quay cho quý bà con một cái cây của bên em. Đây là cái cây lá già tự nhiên nè bà con. Thì quý bà con cũng mình thấy nó rất là hạn chế trong cái việc mà có những cái nhâm 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 lá đi đó. Quý bà con mình cứ để ý cái vườn của nhà mình đi, ví dụ như cái vườn nào của bà con mình, đây em quay những cái cây khác cho bà con xem luôn. Cái vườn không có nhện đỏ bà con, cái lá nó già thì nó cũng không có nhâm, nó hạn chế rất là ít. Nhưng mà bà con mình cứ tưởng nhầm rằng là những cái nhâm 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 đó là do cái việc nó già đi, là nó chỉ đúng một phần thôi bà con. Nhưng mà một phần lớn nhất của nó là khi quý bà con cái vườn mình có nhện đỏ là quý bà con mình sẽ nhìn nó khác liền. Đây ví dụ như cái cây của bên em thì cái tỷ lệ nhện đỏ là không có, nó già lại mình nhìn là thấy nó già tự nhiên. Cái chậm lá nó rất là cần, nó cần già chứ không phải là nó nhâm 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 mà nó già đó. Thì hôm nay thì giúp quý bà con mình phân biệt một cái vườn đang có nhện đỏ và một cái vườn lá già tự nhiên. Đó, quý bà con thấy không, cây của bên em là đã thu hoạch xong rồi nhưng mà cái tược nó rất là phát. Mình nhìn từ xa mình nhìn đi là mình thấy là cái lá của nó rất là sạch bà con, rất là sạch, tỷ lệ nhện đỏ là không có đó. Thì nên chia sẻ với bà con mình đôi điều để bà con mình tránh nhầm lẫn cái việc mà cái vườn của mình có cái đang có nhện đỏ. Thì quý bà con cũng biết cái nhện đỏ quý bà con là một trong những cái bệnh hại mà kinh khủng, nó ảnh hưởng từ cái giai đoạn mà cây con cho đến cái giai đoạn đã trái. Cái con nào mà cái vườn nào mà mình không triệt được con nhện đỏ bỏ chỉ hoặc như một số cái con côn trùng hút chích thì cái vườn đó sẽ không bao giờ phát được nha bà con. Thì đó, những cái ảnh hưởng như thế nào thì em chia sẻ vài cái ảnh hưởng đối với con nhện đỏ cho quý bà con mình thôi. Việc ảnh hưởng thứ nhất đối với con nhện đỏ đó là khi mình trong cái giai đoạn mình cây con á, mình tạo tán thì cái con nhện đỏ nó khi mà nó lên cái tược non, bà con mình cắt cho nó ra mầm á. Cây na thì nó có cái đặc điểm là khi mà mình cắt thì nó sẽ đâm tược thôi. Và cái giai đoạn tược đó mà bà con mình không triệt được con nhện đỏ em đi thì bà con mình
cái lá nó, cái hiện tượng của nó sẽ bị cần lá lại ha, nó cần lá lại, sau đó nó vàng vàng chấm 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 và sau đó là nó rụng luôn. Đó là những cái con nó rất là nguy hiểm. Thì nếu mà mình không trị tiệt thì bà con mình sẽ gặp cái tình trạng là cái đọt nó bị hư và đứt luôn cái giai đoạn đó. Mình bà con mình phải dưỡng, nuôi dưỡng lại từ từ. Cái con nhện đỏ nó ăn cái giai đoạn cái lá non và thậm chí cái lá già nó cũng xâm hại luôn. Từ từ con cái lá mình không phát triển được, cái cây nó không phát triển. Đó là cái ảnh hưởng trong cái giai đoạn mà tạo tán trong cái cây con. Từ từ cây chung từ từ lên tạo tàn. Còn cái giai đoạn nguy hiểm nữa đó là cái giai đoạn làm trái. Thì bà con cũng biết cái giai đoạn làm trái á, nếu mà mình cái vườn trong cái giai đoạn mà khi mà em cắt cành á, đến cái giai đoạn là 20 ngày thì em không phun gì ở trên cái đọt hết, em chỉ xử lý gốc thôi. Vậy thì nếu mà mình xử lý không tốt cái khâu nhện đỏ và bỏ chỉ một số con côn trùng chích khác á, thì mình để từ ngày mình cắt nó ra lú trời non thôi là đến 7 ngày là cái bộ lá của bà con nó đã hoàn toàn chân rồi. Tại vì cái giai đoạn từ khi mình cắt cành đến 20 ngày là nó nhú, bà con mình xịt ẩu cái là nó đứt nguyên vụ mùa. Nên với bà con mình quản lý thật là kỹ cái chỗ nhện đỏ. Thì cái khâu này thì nữa em sẽ, khi mà làm trái thì em sẽ chia sẻ từ từ cho bà con mình. Với bà con mình có yêu thích, cảm thấy hữu ích cái video hữu ích thì đừng quên like, chia sẻ kênh để em có nhiều cái động lực chia sẻ với quý bà con ha. Thì cái vườn em thì em sẽ làm từng cái giai đoạn em chia sẻ cho bà con mình từng cái giai đoạn. Nhưng mà cái quan trọng nhất bà con hãy nghe em một lần, hãy diệt sạch nhện đỏ, bỏ chỉ và một con trùng hút chích thì hãy nghĩ đến cái việc mà chúng ta làm trái, chúng ta làm kinh tế. Còn mà cái vườn mà còn những cái con đó thì quý bà con làm cỡ nào làm thì suốt đời nó cũng vậy thôi, nó không phát triển nổi. Đây là em chia sẻ một cách thật lòng đối với bọn quý bà con mình. Cái vườn em hồi xưa thì nó cũng tệ lắm, nói chung là nhện đỏ rồi là mình mới làm mà mình đâu có biết, thì cũng nghe ra tìm thuốc, lấy thuốc này kia vô xài, nhưng mà mình xài rồi nó không bao giờ hết, nó không có tiệt bà con. Khi mà có thuốc thì nó trúng là nó chết, không trúng là nó không chết. Còn cái nhện đỏ, cái bệnh dịch hại nhện đỏ là con nhức đầu lắm. Thì từ khi mà được bà con nông dân ở bên làm mặn, ở bên những cái vườn mặn chia sẻ những thuốc nhện đỏ, thì em cái vườn em nó mới phát tới giờ. Thì hiện tại thì em đang xài và cũng như là chia sẻ lại với bà con mình cái thuốc nhện đỏ. Thì nói chung là cái nhện đỏ với bà con là hoặc là những cái thuốc, hoặc là những cái gì mà bên em chia sẻ đến với bà con mình thì được em rút ra thực tế từ cái việc em cái vườn nhà của em và những cái việc mà em đi thu mua những cái vườn khác và hỗ trợ những cái vườn khác, những kỹ thuật vườn khác, vườn nào đẹp là em học, vườn nào đẹp là em học, thì từ đó em rút ra được cái kinh nghiệm. Cũng có nhiều bạn bè nhắn tin hỏi em bộ là bên kỹ sư nông nghiệp hả? Em không phải nha bà con, thật sự là hồi xưa thì em rất là yêu bên cái cây trồng, nhưng mà cái đời đẩy đưa thì em đang làm giáo viên. Nhưng mà em có cái đam mê là về cây trồng ăn trái, thì em luôn học hỏi, tìm tòi hỏi những cái hay em và những cái thực tế và những cái hiệu quả thực tế nhất để em chia sẻ đến quý bà con mình. Và những chia sẻ của em là em đều mang trách nhiệm trong mình, em làm được, em nói được là em làm được quý bà con ha. Ví dụ như quý bà con mà đối với cái thương hiệu em hiện tại thì em không bao giờ làm bậy được. Ví dụ như em làm sai một cái là nói chung là thương hiệu em mất thì em cũng không dám làm. Quý bà con cũng cân nhắc thì mình lựa chọn ha quý bà con mình nha. Giống như cây giống cũng vậy, khi mà em giao đến cây giống quý bà con là em rất là tự tin. Chứ tôi giao cây đẹp, chuẩn đẹp anh lấy, không đẹp tôi trả tiền anh lại anh trả cây tôi về. Nó cái đấy là em nói được làm được ha quý bà con mình nha. Rồi cũng chia sẻ đôi điều với bà con mình. Cái thuốc nhện đỏ bên em thì một chai thì nó rơi vào tầm khoảng 100ml, thì quý bà con mình xịt được 13-14 bình thì nó có giá dao động từ 200.000 một chai đó quý bà con ha. Thì em đang bán rất là nhiều cái dòng thuốc này, tại vì nó em không phải là chuyên về thuốc, em không biết cái thành phần của nó như thế nào luôn, nhưng mà em chỉ chuyên về các mạng hỗ trợ kỹ thuật cho bà con mình. Và những cái hỗ trợ kỹ thuật của em là rút ra từ những người nông dân, từ những cái thực tế, từ những cái đơn giản, những cái hiệu quả nhất, và từ nói chung là từ những cái gì mà thực tế hết, chứ em không có qua trường lớp gì hết đó quý bà con mình ha. Thì cái nào thì có sao thì em nói vậy, em cũng chia sẻ với bà con mình.
con sao thì nó vậy, làm cái gì thực tế thì em chia sẻ bà con, không thực tế em không chia sẻ. Thuốc em không xài rồi thì em không chia sẻ cho bà con mình, em làm vì cái tâm hết yêu nghề của bà con, em luôn đưa ra cho quý bà con mình những cái giải pháp tốt nhất cho quý bà con mình ha. Thì đây là những cái giải pháp cá nhân của em thôi, bà con thấy hay thì mình làm, còn không hay thì quý bà con mình có thể nghe mà thông cảm bỏ qua giùm em. Vì đây là những cái chia sẻ, em chỉ mong muốn bà con mình tốt hơn và trúng hơn, làm trúng mùa hơn, chứ làm cái cây na cực khổ lắm bà con, thật sự làm cái cây na cực khổ lắm, bao từ trái, bọc từ trái, rồi làm cắt cành, rồi gom thu cành, rồi lặt từng lá vân vân. Thì cái này em hiểu hết, bởi vì em là một người đang bán cây giống hỗ trợ kỹ thuật và em thu mua cho bà con, thì em luôn làm hết mình vì bà con, vì em hiểu được người nông dân làm cái cây na như thế nào. Rồi, cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Mọi chi tiết xin liên hệ em thầy Định Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, số điện thoại là 0961084636. Chúc quý bà con mình một năm mới an khang thịnh vượng. Mình làm vườn chúng lớn nha quý bà con. Vườn em đang xử lý lại để trái lại nha quý bà con. Cứ theo dõi em sẽ làm từng giai đoạn cho bà con mình. Ơi, quý bà con nào mà đang trong những cái giai đoạn gặp khó khăn gì về cây na thì có thể trực tiếp gọi cho em số điện thoại 0961084636. Em sẽ làm hết mình cho quý bà con mình nha. Xin thân ái kính chào.